Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI không còn là khái niệm mới mẻ trong thời đại công nghệ số ngày nay. Ứng dụng công nghệ AI là xu thế mà cộng đồng doanh nghiệp hướng đến, đặc biệt là ở các công ty trong lĩnh vực công nghệ. Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang ứng dụng công nghệ AI để nghiên cứu, phát triển và cho ra mắt các sản phẩm tính năng thông minh, nâng cấp trải nghiệm mục tiêu hướng đến. Phát biểu chào mừng tại sự kiện, Tiến sĩ Phan Jochen Ritter, Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horacic cho rằng, ứng dụng AI đang ngày càng trở nên phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo này cũng đặt ra những cơ hội và thách thức cho nền công nghiệp sản xuất và chính bản thân doanh nghiệp khởi nghiệp trong quá trình triển khai. Nếu đảm bảo các điều kiện, nắm bắt tốt cơ hội, hiệu quả mang lại từ sử dụng công nghệ AI là rất lớn. Về việc doanh nghiệp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, tôi cho rằng các cơ hội cho các công ty vừa và nhỏ là như nhau. Do vậy, công ty nào chú trọng phát triển AI ngay từ đầu, thì công ty đó sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc mở rộng và chiếm được thị phần nhiều hơn trong tương lai. Nói chung, các cơ hội phát triển AI ngay từ đầu là bằng nhau đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Bình Dương. Với chủ đề Việt Nam làm thế nào để có thể phát triển công nghệ AI bền vững, các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận xoay quanh vấn đề thực trạng AI ở Việt Nam và một số quốc gia châu Á. Những yêu cầu đặt ra trong quá trình ứng dụng, cụ thể là những hướng đi tương lai, làm thế nào để nắm bắt cơ hội và giải quyết các thách thức cũng như chuẩn bị tốt những điều kiện để có thể tiếp cận thành công công nghệ AI. Trong đó, nhấn mạnh, để sử dụng công nghệ AI vào quy trình sản xuất một cách có hiệu quả, cần xác định rõ những thuận lợi khó khăn về điều kiện cơ sở hạ tầng. Ở lĩnh vực đặc thù để tiếp cận ứng dụng công nghệ AI, gắn liền đó là những cơ sở pháp lý có liên quan. Các chuyên gia công nghệ nhận định, doanh nghiệp Việt Nam đang có nhiều lựa chọn hướng tiếp cận công nghệ AI. Bên cạnh tận dụng cái mô hình AI của thế giới, từ đó tinh chỉnh và xây dựng cái ứng dụng đặc thù. Các doanh nghiệp cũng có thể tìm hướng đi chuyên về một lĩnh vực nào đó để tận dụng lợi thế địa phương về dữ liệu khách hàng, kiến thức chuyên gia, thị trường.